Câu chuyện vừa rồi có thể không phải là phổ biến ở tất cả các làng nghề đông y, nhưng rõ ràng người tiêu dùng có lý do để lo lắng với các loại thuốc mà họ vẫn nghĩ là lành tính, không gây hại cho sức khỏe. Thực tế thì đã có không ít trường hợp bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc các loại thuốc nam và thuốc bắc. Có những trường hợp nằm viện cả năm trời nhưng không khỏi, ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Nằm viện điều trị hơn một năm, phải lọc máu liên tục. Người phụ nữ này cho biết vì nghe mọi người mách là uống thuốc nam của bà Lang trên Hòa Bình chữa tiểu đường tốt. Bà đã gọi điện đặt 4 thang thuốc về uống mà không cần lên thăm khám. Uống được một thang thì phải nhập viện cấp cứu vì nhiễm độc gan. Ở trên Hòa Bình có một cái bà Lang chữa tiểu đường tốt ấy, thì mới bảo là uống thuốc nam mình cho nó tốt thì mới gọi điện lên, thì người ta bảo là và lên bảo nếu mà ở xa không lên được thì không cần, mà chỉ nói địa chỉ thôi, nói bệnh như thế thì người ta sẽ gửi thuốc cho. Thế là mình nói địa chỉ ở nhà, người ta cắt cho một thang thuốc, người ta bảo khi nào nhận thuốc ấy, thì lên trả tiền công điện luôn. Thế thì mình mua 4 thang thuốc về, mới sắc được khoảng một thang đầu ấy, thì uống xong rồi sau thấy là người nó cứ mệt, thì là vào đây thì là bảo là nhiễm độc gan, vàng da vàng mắt là do gan. Thế là chữa đây, mà nếu mà không có bệnh viện này thì chết rồi đấy, không có lọc máu để chết rồi đấy, thật. Thực tế, ngộ độc do thuốc nam đứng hàng thứ 5 trong các loại ngộ độc về thuốc và hiện đang có chiều hướng gia tăng. Thuốc nam được pha trộn từ nhiều loại cây, con vật, như trong nhiều loại còn có hàm lượng kim loại nặng như chì, thủy ngân, arsen và nhiều độc chất khác khó xác định chính xác tên và hàm lượng nên rất dễ gây ra ngộ độc. Trong mỗi cây cỏ, mỗi con vật thì thường không phải một chất mà có rất nhiều chất, trong đấy hàng chục chất. Đấy, và độc tính rất là phức tạp đối với cơ thể. Thì nhẹ thì như các bạn biết là có thể đau bụng, nôn mửa, chảy ruột, nặng hơn có thể thậm chí là có thể loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Và cũng có thể rất phổ biến hay gặp là đối với tình trạng viêm gan, tình trạng thiếu thông thận, suy thận. Đấy, và khi có chứng kim loại nặng trong đó thì có thể bị nhiễm độc trì trong đó. Tùy theo mức độ, nếu cấp cứu sớm thì hồi phục, mà nếu cấp cứu muộn hoặc có những nặng tổn thương hoặc thường xuất được thì chúng ta cũng phải y học không thể là chữa khỏi hoàn toàn cho người bệnh được. Dù cảnh báo về hậu quả của việc tự ý mua thuốc đông y đã được đưa ra rất nhiều, nhưng số người nhập viện thì vẫn ngày một gia tăng. Và có những trường hợp cả năm trời vẫn chưa ra được khỏi giường bệnh.